Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của PHN Vlog. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một mẫu dây chuyền bằng vàng 24K có trọng lượng là 10 chỉ. Đây là do yêu cầu của một vài bạn ở các clip trước đã comment xuống là bảo là mình quay video bằng 24K đi, quay dây một cây đi. Thì hôm nay mình sẽ quay dây một cây bằng 24K cho các bạn cùng xem. Và các bạn có muốn mình quay một video một cái sản phẩm nào thì hãy comment dưới bên phần bình luận thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nhé. Và chúng ta cùng xem dây chuyền 10K này, dây chuyền 10 chỉ này. Dây này vàng 24K 10 chỉ. Rất là đẹp, đánh bản trơn. Nhìn rất là chắc chắn. Móc rất là chắc chắn các bạn này. Các bạn yên tâm, móc như này là khỏe rồi. Rất là đẹp, rất là sáng này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các đường phay rất là sáng. Và vàng 24K thì hiện tại là rơi giá tầm khoảng 5 triệu một chỉ. Vì vàng hiện tại đang lên rất là cao. Giá tầm khoảng 50 đấy, 5 triệu một chỉ. Vàng 24K. Cái đây chỉ là cái vòng tàu này. Đây là vòng tai đấy, mình để tượng trưng cho đẹp thôi. Và nhẫn tròn. Nhẫn này 2 chỉ đấy. Đeo lên tay cũng rất là đẹp. Nhẫn tròn thì thường là mua thì để cất đi. Thì khi các bạn cần các bạn bán cái là có tiền ngay. Nhẫn tròn thì không mất tiền công nhá. Còn như dây là dây chuyền thì mất tiền công. Như dây này là 2 chỉ thôi. Rất là đẹp. Công của dây 2 chỉ nó tầm khoảng 200. Và công của dây 1 cây nó tầm khoảng 300. Dây 1 cây là 300, còn dây này chỉ là 200 thôi. Còn các bạn mua nhẫn tròn thì sẽ không mất công. Nhẫn tròn là các bạn mua về các bạn cất đi, sau này các bạn bán không mất công mà giá vàng lên là các bạn lãi. Như đợt này là vàng nó lên 50 này thì các bạn mà có vàng bán thì thôi, chắc chắn là lãi vì chưa bao giờ vàng lên cao như thế này. Ngày xưa chỉ có 48 là cao nhất rồi. Ngày xưa ấy, năm 2012 à, vàng 47-48 là cao nhất rồi. Bây giờ vàng lên 50 luôn. Cứ như vài năm đổ lại đây thì vàng chỉ ba mấy thôi, chưa lên 40. Nên là các bạn mua tầm khoảng năm ngoái à thì vàng tầm khoảng ba mấy, 33-34 thì các bạn bây giờ bán 50 thì chắc chắn các bạn lãi rồi, đúng không? Và mình đọc số Zalo của mình đây, các bạn nào thích lên thì liên hệ qua Zalo của mình, cái số điện thoại là 0372455773 hoặc có thể đến địa chỉ cửa hàng ở khu Tân Tiến, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Và mình chỉ giới thiệu qua vậy thôi. Và mình xin kết thúc video ở đây. Và các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được đón xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn.